Xin chào tất cả các con. Chào mừng các con đến với tiết toán lớp 3, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Các con thân mến, tiết học ngày hôm nay, cô sẽ đồng hành cùng các con trong bài cuối cùng của sách toán lớp 3, tập 1, bộ sách kết nối tri thức với cuộc sống. Đó là bài 44, ôn tập trung. Bài của chúng mình có ở trang 120, sách giáo khoa toán 3 nhé. Phần luyện tập đầu tiên, bài tập số 1. Có yêu cầu đặt tính rồi tính. Ở đây chúng ta sẽ được ôn tập lại cách nhân số có 3 chữ số với số có 1 chữ số. Phép tính đầu tiên, 213 x 3. 3 x 3 bằng 9, viết 9. 3 x 1 bằng 3, viết 3. 3 x 2 bằng 6, viết 6. 213 x 3 bằng 639. 217 x 4, 4 x 7 bằng 28, viết 8 nhớ 2. 4 x 1 bằng 4, thêm 2 bằng 6, viết 6. 4 x 2 bằng 8, viết 8. 217 x 4 bằng 868. 161 x 5, 5 x 1 bằng 5, viết 5. 5 x 6 bằng 30, viết 0 nhớ 3. 5 x 1 bằng 5, thêm 3 bằng 8. Bài tập số 2 yêu cầu các con tính. Ở bài tập này chúng ta sẽ được ôn lại cách chia số có 2 chữ số cho số có 1 chữ số. 69 chia 3. 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 x 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 9. 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 x 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. 68 chia 4. 6 chia 4 được 1, viết 1. 1 x 4 bằng 4. 6 trừ 4 bằng 2. Hạ 8 được 28. 28 chia 4 bằng 7. 7 x 4 bằng 28. 28 trừ 28 bằng 0. 80 chia 5. 8 chia 5 được 1, viết 1. 1 x 5 bằng 5, 8 trừ 5 bằng 3, hạ 0 được 30, 30 chia 5 được 6, viết 6, 6 x 5 bằng 30, 30 trừ 30 bằng 0. Tiếp tục sẽ là bài tập số 3. Bài tập số 3 chúng mình sẽ được ôn tập về hình học và đo lường. Trong hình bên, câu A nêu tên trung điểm của các đoạn thẳng BC, ED, BM, ND. Chúng ta hãy xét đoạn thẳng BC. Để xác định được trung điểm của đoạn thẳng thì các con sẽ dựa vào việc đếm các ô vuông nhé. Đúng không? Trung điểm là sẽ chia đoạn thẳng đó thành hai đoạn thẳng mà có độ dài bằng nhau. Đây chính là đoạn thẳng BC. Chúng ta thấy rằng trung điểm của đoạn thẳng BC chính là điểm M. Tiếp theo là đoạn thẳng ED. Trung điểm của đoạn thẳng ED là điểm N. Tiếp tục là đoạn thẳng BM. Trung điểm của đoạn thẳng BM là điểm Q. Và cuối cùng, trung điểm của đoạn thẳng ND là điểm P. Câu B. Câu B hỏi chúng ta là có mấy góc vuông, nêu tên các đỉnh và cạnh của mỗi góc vuông đó. Bởi vì hình vẽ này được vẽ trên giấy ô vuông nên chúng ta sẽ dễ dàng xác định được các góc vuông. Đầu tiên đó là góc vuông đỉnh B cạnh BC, BE. Góc vuông đỉnh C cạnh là CB, CD. Góc vuông đỉnh D có cạnh là DC, DE. Góc vuông đỉnh E có cạnh là EB, ED. Và góc vuông đỉnh A có cạnh là AB, AC. Tiếp theo là bài tập số 4. Bài tập số 4 yêu cầu các con tính giá trị của biểu thức. Ở đây có hai biểu thức. Biểu thức A chỉ gồm có tính cộng và tính trừ, nên chúng ta sẽ thực hiện theo thứ tự từ trái qua phải. 175 cộng 42 trừ 75 bằng 217 trừ 75 bằng 142. Biểu thức B là một biểu thức có chứa dấu ngoặc, nên chúng ta sẽ thực hiện trong dấu ngoặc trước. 12 nhân mở ngoặc 12 trừ 9 đóng ngoặc bằng 12 nhân 3
bằng 36. Bài tập số 5 sẽ là một bài toán có lời văn. Cửa hàng nhà bà Năm có một thùng đựng 100 lít nước mắm và 5 can, mỗi can đựng 10 lít nước mắm. Hỏi, cửa hàng nhà bà Năm có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? Phần tóm tắt, đề bài cho biết rằng bà Năm có một thùng đựng nước mắm là 100 lít và có 5 can, mỗi can đựng 10 lít nước mắm. Và đề bài hỏi chúng ta là cửa hàng có tất cả bao nhiêu lít nước mắm? Tóm tắt câu sẽ có một thùng 100 lít, 5 can, mỗi can 10 lít, tất cả chấm 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 lít. Bài giải. Đầu tiên chúng ta sẽ tính xem là 5 can thì đựng được tất cả bao nhiêu lít nước mắm. Số lít nước mắm ở 5 can là, vì mỗi can có 10 lít nên chúng ta sẽ có phép tính 10 nhân 5 bằng 50 lít. Tiếp theo sẽ là tính tổng số lít nước mắm cửa hàng có. Sẽ là 100 cộng 50 bằng 150 lít. Đáp số 150 lít. Chúng ta chuyển sang luyện tập ở tiết số 2. Bài tập 1, đặt tính rồi tính. Chúng ta sẽ được ôn tập lại các phép tính nhân. 72 nhân 3, 3 nhân 2 bằng 6, viết 6. 3 nhân 7 bằng 21, viết 21. 72 nhân 3 bằng 216. 116 nhân 6, 6 nhân 6 bằng 36, viết 6 nhớ 3. 6 nhân 1 bằng 6, thêm 3 bằng 9. 6 nhân 1 bằng 6, viết 6. 116 nhân 6 bằng 696. 106 nhân 8. 8 nhân 6 bằng 48, viết 8 nhớ 4. 8 nhân 0 bằng 0, thêm 4 bằng 4. 8 nhân 1 bằng 8. 106 nhân 8 bằng 848. Bài 2. Bài 2 yêu cầu các con tính các phép chia số có 3 chữ số cho số có 1 chữ số. Chúng ta thực hiện tính như sau. 9 chia 3 được 3, viết 3. 3 nhân 3 bằng 9. 9 trừ 9 bằng 0. Hạ 6. 6 chia 3 được 2, viết 2. 2 nhân 3 bằng 6. 6 trừ 6 bằng 0. Hạ 3. 3 chia 3 được 1, viết 1. 1 nhân 3 bằng 3. 3 trừ 3 bằng 0. Phép chia số 2. 265 chia 5. 26 chia 5 được 5, viết 5. 5 nhân 5 bằng 25. 26 trừ 25 bằng 1. Hạ 5 được 15. 15 chia 5 được 3, viết 3. 3 nhân 5 bằng 15. 15 trừ 15 bằng 0. 720 chia 4. 7 chia 4 được 1, viết 1. 1 nhân 4 bằng 4. 7 trừ 4 bằng 3. Hạ 2 được 32. 32 chia 4 được 8. 8 nhân 4 bằng 32. 32 trừ 32 bằng 0. Hạ 0. 0 chia 4 bằng 0, viết 0. 0 nhân 4 bằng 0. 0 trừ 0 bằng 0. Bây giờ các con hãy sang bài tập số 3 nhé. Bài tập số 3 phần A yêu cầu các con tính độ dài đường góc khúc ABCD. Đây chính là đường góc khúc ABCD. Vậy để tính được độ dài đường góc khúc này, chúng ta sẽ tính tổng độ dài của ba đoạn thẳng. Đó là đoạn thẳng AB, BC và CD. Cô sẽ có câu trả lời. Độ dài đường góc khúc ABCD là 30 cộng 42 cộng 28 bằng 100 mm. Đáp số 100 mm. Câu B. Túi muối cân nặng bao nhiêu gam? Chúng ta thấy rằng ở đây có một chiếc cân thăng bằng. Ở đĩa cân bên trái thì gồm có 3 quả cân, đó là quả cân 2, 2 quả cân 200 g và một quả cân 100 g. Vậy thì để tính được cân nặng của túi muối thì chúng ta sẽ tính tổng số các quả cân ở bên đĩa cân bên phải. Bài giải. Túi muối cân nặng là 200 cộng 200 cộng 100 bằng 500 g. Đáp số 500 g.
Bài tập số 4 yêu cầu các con tính giá trị của biểu thức. Chúng ta có hai biểu thức là biểu thức A và biểu thức B. Biểu thức A gồm các phép tính chia và nhân, nên chúng ta sẽ thực hiện từ trái qua phải như sau. 96 chia 3 nhân 5 bằng 32 nhân 5 bằng 160. Biểu thức B là một biểu thức có chứa dấu ngoặc, nên chúng ta sẽ thực hiện phép tính trong dấu ngoặc trước. 60 chia mở ngoặc 2 nhân 3 đóng ngoặc bằng 60 chia 6 và bằng 10. Bài tập cuối cùng trong tiết học ngày hôm nay là bài tập số 5. Để giúp đỡ các bạn học sinh bị ảnh hưởng lũ lụt, tuần đầu trường em góp được 20 thùng sách, vở và đồ dùng học tập. Tuần sau, trường em góp được số thùng gấp 3 lần số thùng ở tuần đầu. Hỏi, sau 2 tuần, trường em góp được tất cả bao nhiêu thùng sách vở và đồ dùng học tập? Phần tóm tắt. Đề bài cho biết là tuần đầu góp được 20 thùng và tuần sau góp được số thùng gấp 3 lần số thùng ở tuần đầu. Và đề bài hỏi chúng ta là sau 2 tuần, trường đó góp được bao nhiêu thùng sách vở và đồ dùng học tập? Phần tóm tắt cô sẽ có tuần đầu 20 thùng, tuần sau sẽ là một đoạn thẳng gấp 3 lần đoạn thẳng của tuần đầu. Và đề bài hỏi là cả 2 tuần thì góp được tất cả bao nhiêu thùng? Để tính được xem là cả 2 tuần góp được bao nhiêu thùng thì chúng ta sẽ đi tính số thùng góp được ở tuần tuần sau đã. Bài giải. Số thùng góp được trong tuần sau là vì tuần sau gấp 3 lần tuần trước nên chúng ta sẽ có 20 nhân 3 bằng 60 thùng. Tiếp theo, số thùng góp được trong cả 2 tuần là 20 cộng 60 bằng 80 thùng. Đáp số 80 thùng. Vậy thì qua các bài tập ngày hôm nay thì các con đã được ôn lại, củng cố về phép tính nhân, phép tính chia, số có 2 chữ số, số có 3 chữ số, cho số có 1 chữ số, tính giá trị của biểu thức. Về hình học thì các con được ôn về trung điểm của đoạn thẳng, góc vuông, đường gấp khúc. Các con cũng được ôn tập về đo lường, về giải toán có lời văn theo hai bước tính. Chúc các con học tập thật tốt nhé. Hy vọng rằng các con luôn luôn cảm thấy vui vẻ đối với các giờ học của cô. Hẹn gặp lại các con vào những video lần sau.